Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại gia đình. 1. Khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn. Hoặc 2. Pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng chứa khoảng 5% sodium hypochlorite theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt virus. Hoặc 3. Dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính. Hoặc 4. Dung dịch chứa ít nhất 70% cồn. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày, thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 10 phút. 2. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa, sử dụng găng tay cao su, khẩu trang khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 3. Các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. 4. Khử khuẩn ít nhất 1 lần một ngày đối với các vị trí, nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật, bề mặt có nguy cơ tiếp xúc và khu vệ sinh. 5. Khử khuẩn ít nhất 2 lần một ngày đối với các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung. Tắt các thiết bị điện tử, công tắc đèn trước khi khử khuẩn, nên ưu tiên dùng cồn để khử khuẩn. 6. Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy đặt ở vị trí thuận tiện. 7. Thực hiện thu gom, xử lý rác thải hàng ngày theo quy định.